Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel YouTube của mình, channel chuyên nói về văn hóa và lịch sử của người Champa Islam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món chuối chiên. Thoạt nghe thì món chuối chiên nó rất đổi quen thuộc, bởi vì chuối chiên thì nói về Việt Nam mình thì ở đâu cũng có, ở đâu cũng làm, nó chẳng đặc trưng của dân tộc nào và cũng chẳng đặc trưng của vùng miền nào cả. Nhưng mà với người Chăm thì món chuối chiên thì nó có những cái đặc trưng riêng, khác với món chuối chiên của những cái dân tộc khác hoặc là những cái vùng miền khác. Thì nó khác như thế nào thì mình xin làm và quay lại để mà giới thiệu. Tại vì cái món ăn này cũng là dạng như là cái món ăn dân dã, và thường là ai cũng có thể làm được. Tại vì nó rất là dễ và nó cũng cần những cái nguyên liệu mà rất là đổi phổ thông và rẻ tiền, có thể nói là như vậy, cho nên nó mới là món ăn dân dã. Mình đây là mình chọn chuối thì chuối chín trục, tại vì thường thường á, người ta làm chuối chiên người ta cũng lựa những cái dạng chuối vừa chín tới hay gì thôi, nhưng mà cái sở thích của mình đó là ăn chuối chín trục. Bây giờ thì mình đổ bột mì vào, đây là nguyên liệu chính để làm áo của bánh chuối. Mình chỉ làm một ít thôi để mà ăn chơi thôi, cho nên là không có làm nhiều, chỉ đổ một ít bột mì vào. Và sau đó thì mình để đường cát vào để cho nó ngọt. Rồi đập trứng để vào. Mình sẽ đập hai trứng cho nó béo cái áo của bánh. Đây chính là cái hỗn hợp đó, rất là đơn giản. Và để thêm một ít nước nữa cho cái bột nó lỏng và bắt đầu đánh cho những cái hỗn hợp này nó hòa vào nhau. Khi mà các bạn làm á, các bạn muốn giữ vệ sinh thì các bạn dùng cái đánh bột các bạn đánh ra. Còn cái này là do mẹ mình làm để mà ăn trong nhà, và cũng thường là mẹ mình cũng đã rửa tay sạch, cho nên là đánh bằng tay luôn. Tại vì bột nó ít quá, bột nó có một nhúm ít thôi, làm chừng chưa tới một nải chuối. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn giữ vệ sinh để mà làm cho những người khác ăn á, thì các bạn dùng đồ đánh bột, các bạn đánh cho nó đều. Để bột mình đánh cho nó hòa tan á, nó hòa hết tất cả những cái chất như là trứng rồi bột mì rồi đường, giống như hồi nãy mình để vào á. Còn chuối á, thường là người Kinh á, người ta thường là người ta ép chuối một trái rồi người ta để vào bột. Còn mà bên người Chăm á, thường là người ta sẽ không có ép chuối mà là người ta cắt chuối, thường là một trái chuối thì cắt làm tư để mà để vào bột để mà chiên. Thì giống như mình nói hồi nãy thì thường á, người ta chọn chuối vừa chín tới thôi để người ta làm cho nó có độ cứng. Nhưng mà đối với mình thì mình không có thích ăn những cái loại chuối đó. Thì đối với mình nha, thì nó có cái độ mà độ chát, mà khi mà ăn á mình không có thích. Mình thích cái chuối mà chín trục á, ăn vào nó ngọt, nó ngọt trong miệng, nó ngọt dạng như là ngọt của dạng chuối chín á, nó không có nghe mùi chát. Cho nên là khi mà mình ăn chuối chín chuối chiên á, thì mình thích lựa chuối mà chín đục luôn á để mà làm thôi. Giờ mình đổ dầu vô chảo để mà chuẩn bị
chiên cái món chuối chiên của mình ha. Thì bỏ chuối vào bột giống như là mình làm chuối chiên bình thường thôi. Cái bột hồi nãy mình đã pha và các bạn cũng đã thấy đó. Thì bây giờ mình bỏ những cái phần chuối mà đã cắt rồi á vào, nhúng vào bột để mà bột nó thấm vào để mà làm áo của bánh chuối chiên. Đây chính là những miếng chuối chiên mà đã chiên vàng lên. Và thường là người Chăm á, người ta thích làm cái món chuối chiên này trong tháng Ramadan của người Hồi giáo á, tức là khoảng tháng 9 của lịch Hồi giáo. Tháng này là người ta sẽ nhịn chay và người ta chỉ ăn nhịn chay. Đây không phải là nhịn chay giống như là người Việt, giống như là ăn chay và không ăn thịt, chỉ ăn chay thôi, không ăn mặn. Nhưng mà nhịn chay của người theo đạo Hồi Islam á, là không có ăn gì hết và không có uống gì hết từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Và khi đó thì mặt trời lặn thì người ta có quyền ăn á, thì người ta sẽ chuẩn bị những cái loại bánh như là bánh này nè, cũng có loại bánh chuối này, ăn kèm theo những cái thức ăn mà nặng như là cháo hoặc là cơm nữa kia. Thì người ta sau đó thì người ta ăn những cái loại thức ăn ngọt, và trong đó cũng có loại bánh chuối chiên này, thì rất là phổ biến trong tháng đó và người ta thường hay làm ăn vào tháng đó thôi. Những cái tháng khác thì ít ai làm lắm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip mình từ đầu tới cuối. Rất là mong các bạn like, share và subscribe kênh của mình để mình có động lực làm những cái video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.